Xin chào tất cả mọi người ạ. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng của Phương. Thì mùa xuân là mùa mà tất cả các loại lan rừng đua sắc với nhau. Thì nhân cái dịp này thì cái kênh của mình sẽ giới thiệu đến mọi người. Mỗi khi trong vườn có những cái loài lan đẹp nở, mình sẽ làm video cho mọi người xem để cùng nhau giao lưu, chia sẻ và thưởng thức các loại lan. Và đằng sau lưng mình đây là một cái chậu Hoàng Phi Hà. Cái chậu Hoàng Phi Hạc trước mặt mọi người đây đã mực mình thuần 2 năm rồi nha mọi người. Đó, và năm nay thì nó bung rất là đã luôn. Hồi Tết thì nó bung cho mình được một số cái vài hoa, nhưng mà chưa có đạt được cái độ đẹp. Thì tới thời điểm này thì nó bung rất là đã luôn nha. Mời mọi người cùng ngắm. Mình mời mọi người cùng xem cái mặt hoa của cây Hoàng Phi Hạc nha mọi người. Đó, đây là Hoàng Phi Hạc của khu vực rừng Kon Tum. Mặt hoa của nó thì cánh màu trắng và cái họng nó màu màu vàng. Đó, cái kết cấu cánh và bông rất là đẹp. Hoa của nó thì mọc thành từng chùm. Đó, cứ một cái chùm như này nè thì nó sẽ cho chúng ta từ khoảng 3, 4 hoặc 5 bông. Đó, có thể cây sung thì nó cho ta 6 bông. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Thì riêng đặc trưng của cái thằng Hoàng Phi Hạc này thì nó sẽ có những cái cây có màu hoa có mắt đen. Ở trong vườn mình thì không có. Mắt đen có nghĩa là ví dụ như trong cái họng này nè, màu vàng này nó sẽ có hai con mắt màu đen thì gọi là Hoàng Phi Hạc mắt đen. Rồi. Cái loại đó thì nó sẽ hiếm hơn nha mọi người. Rồi cùng là một cái màu trắng và vàng giống nhau nhưng mà mỗi cây nó có một vẻ khác nhau nha mọi người. Thì bên này mình sẽ giới thiệu luôn tranh thủ cái mùa hoa mọi người ạ. Đây là một cái thằng trúc phật bà. Nó cũng là màu cánh trắng và họng vàng. Thì thằng trúc phật bà này thì nó cũng sẽ có cái loại trúc phật bà mắt đen. Là giữa hai con mắt nó có màu đen. Và đồng thời ở đầu cánh nó có màu tím này. Mọi người có thể thấy không? Đó, rất là mờ mờ nhỏ nhỏ đây. Màu tím. Đẹp lắm mọi người. Mỗi cây nó mỗi vẻ. Thì thằng trúc phật bà này thì nó khó tính hơn là cái thằng Hoàng Phi Hạc nhiều. Hoàng Phi Hạc là dễ trồng, dễ sống, dễ ra bông. Trúc phật bà thì nó vẫn dễ ra bông nhưng mà nó khó sống. Nó khó tính hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình cùng ngắm nhìn các cái mầm gốc của cái cây đang lên nha mọi người. Rất là đã luôn. Và cùng xem là cái giá thể sử dụng cho cái chậu lan này là gì. Đây mầm gốc nó bung lên này. Rất là đẹp. Còn giá thể sử dụng là bằng đất nung nha mọi người. Mọi người có thể kiểm tra đây. Thì đối với lan thì chúng ta sẽ chọn các cái loại giá thể phù hợp sao cho cái cây lan nó phát triển tốt là được. Đồng thời thì tùy vào giá thể và độ ẩm của vườn. Đây, ở đây mình có mua về một cái bao đất nung này để thay chậu cho lan. Mình sẽ thay vào cho trong cái chậu gỗ. Cứ đẹp. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái chậu gỗ vào trong cái chậu đất vào trong chậu gỗ. Mọi người xem. Ban đầu thì nó như thế này. Rất là đẹp nha. Còn mình sẽ sử dụng giá thể đất nung y như cũ để trồng cho nó thoáng. Tắt à? Đẹp rồi. Rồi đúng không? Rồi, quay tới đây. Đi, dễ phát. Ý lan pháo cho cái chậu này nó chỉnh đúng không? Để cho người ta hiểu mình đang làm cái gì. Có phải bấm đó? Bấm. Ừ.
cái chậu này là trong luôn là trong bên này. Nhận bung nó dụng. Rồi mình đã tháo xong cái móc cũ ra rồi nha mọi người. Bây giờ chỉnh cái chậu sao cho nó ứng ý của mình. Mình sẽ sử dụng là cái thằng này là thằng đất nung nha mọi người. Đó, đất nung này rất là đẹp luôn. Và mình sẽ để xung quanh. Cái đất nung này thì giúp cho cái cây nó thoáng rễ. Mình không có dùng cái miếng lưới lót chậu bởi vì sợ nó không có đẹp. Nãy mình mua hơi thiếu vỏ đất nung mọi người ạ. Nên là nó hơi ít, bởi sao mình sẽ chêm thêm. Tạm thời như vậy đã. Xong một hồi mình thay chậu và chỉnh trang xong thì trông nó đẹp hơn nhiều mọi người ạ. Rất là đẹp. Đó, nhìn nó, nhìn cái chậu lan của mình nó to hơn và nó hoành tráng hơn. Thì cái thằng hoàng phi hạt này thì nó phải được cả tháng á mọi người. Đó, cả tháng nó mới tàn. Chứ không như các loại lan khác. Cái thằng hoàng lẹp sau lưng mọi người kia kìa. Thì khoảng tầm 1 tuần tới 2 tuần, khoảng 15 ngày á là nó tàn. Còn cái thằng này thì cả tháng. Nhưng mà hoa của thằng hoàng phi hạt này thì không thơm bằng thằng hoàng lẹp đâu nha mọi người.